Rồi buổi chiều hôm nay anh chị à, em có về lô nhỏ nhỏ rồi anh chị, nói chung mấy cái lô hành kia anh chị em bán hết còn được em bán mấy con anh chị đó, còn lại mấy con cái em cũng có về được được 5-6 con anh chị, em cũng ráp ráp vô anh chị đó, ráp vô đằng cho nó xứng đôi anh chị, cho anh chị mình dễ lựa chọn nha. Đó thì để em quay cái con cặp này trước cho cô chú anh chị mình, một con màu đen anh chị, một con màu đen này. Đen này nói chung nó tầm khoảng 5 đến 6 tháng tuổi anh chị, hai con anh chị, con đen con hơi pha pha nâu nâu anh chị, nói chung bò này tầm chưa có rụng lông máu anh chị, mấy này nữa đang thui hết nha anh chị nha. Đó tướng tá con nào nấy u lu anh chị đó. Con này đít anh chị thấy không? Ồ đít quá là đít luôn nè, đùi mông dung trùng, lưng dai hở nha anh chị. Đó, hai con ha, xương con nào nấy cũng lớn anh chị, xương rất là lớn anh chị nha, rất là đẹp nha anh chị. Đó. Chiều nó đứng trên cái mí tô này nó sáng anh chị, nó bò nó đứng ngoài sáng nhìn nó phơn bò rồi anh chị nha, nó dễ coi hơn anh chị. Còn ngoài ra là nói chung mấy bò này em bắt là em cũng có kiểm tra kỹ anh chị nha, bò tất cả đều hoàn thiện anh chị, nó từ dần móng này, móng chân đồ, nó giá đồ thì hoàn thiện nha anh chị, đó, bò thì ngắn múi anh chị, đó bên trại thì lựa chọn những cái con mẫu mẹ xin đẻ ra anh chị, rất là khéo nha. Đó. Tầm hai con này thì nói chung là em đo khoảng giữa lưng là nó tầm 1m07-1m08 anh chị nha, 1m07-1m08 nha. Đó. Còn mình đo ngay sái có khi là nó xê dịch chút xíu nha anh chị, đó. Tầm phân hay phân anh chị nha, đó. Trong phạm vi đó nha. Thì để em báo giá cặp này với lại còn cặp cũ anh chị nè, cặp này nha, đó cặp này anh chị nha, đó với còn cặp này anh chị, đó hai con này thì cái mã nó cứng tháng hơn, chiều cao cũng 1m07-1m08 nha anh chị, đó cặp này nha. Cũng là một con nâu và một con đen anh chị, chỉ có cặp nhỏ anh chị, cặp nhỏ là em bán báo giá sao cặp nhỏ còn này, con nhỏ nấu tiền anh chị, đứt dung trùng anh chị ha. Đó con này đòn khá dài luôn, đòn dài lông nhuyễn da sát anh chị thấy không, vàng xương nữa nè. Thôi mấy bên này anh cảm cái này cũng nâu anh chị, con nâu con ông nói dạng la rồi, xương con nào nấy cũng khá lớn anh chị thấy không, đó dàn xương lớn nha, khuôn giá hoàn thiện anh chị nha. Đó anh chị mình có bắt hết chung 4 con thì báo giá chung anh chị nha. Mặt này mấy cái này toàn dạng đòn dài cổ rô anh chị, xương lớn anh chị. Đó. Một đùi mông dung trùng anh chị ha. Đó. Mông lưng anh chị thấy không? Bò này nó tách mẹ rồi anh chị, nó tách mẹ ra rồi nó rõ nha, mà nói chung giờ đây em cho ăn cá viên anh chị. Rơm nha, nó cũng không mất sức anh chị, nó cũng nó la trong vòng phạm vi nó nhớ mẹ nó ngày hai ngày anh chị, nó hết la đó, giờ đứng về nó có la đâu anh chị, mới về nó mới la, nó la dữ lắm, cũng như về đây về đây bữa hai nó quen anh chị, nó thấy không, đứng rất là tỉnh bò luôn, rất là khá bò anh chị nha. Ủa đây hai trái chá nó mà trời xíu lưng anh chị ha, cái lưng nè, ồ cái lưng quá trời cái lưng anh chị. Đó bốn con này anh chị nha, anh chị có bắt cặp này với cặp nãy đầu vô em quay là bốn con này bán cái giá mình là 61 triệu anh chị, 61 triệu nha, 61 triệu là trong phạm vi bốn con này em giao cho mình phạm vi là 50 cây số thôi nha cô chú anh chị. Đó dù anh chị bốn con nha, phạm vi 50 cây số nha, đó là báo giá sát nha anh chị, đó, giá chốt của em nha. Đó. Còn anh chị nào cứ xa hơn thì cứ phụ thêm dầu cho tài xế em được rồi nha. Đó thì báo giá đại khái vậy nha anh chị. Đó, anh chị coi kỹ đi, nhắc má luôn cho nha. Đó. Đùi mông dung trùng. Con nào nói dàn mông cơ đít ngắn mũi ớn không? Rất là đẹp. Đó. Mông con này thì bự hơn, bự xương hơn con kia chút xíu. Đó, tiền bán chung chung vậy anh chị nha. Đó. Hai con này. Với heo này, cái giá 61 triệu đưa ra anh chị nha. Đó. Ồ con này có cái đùi mông không chị thấy không? Đùi mông u luôn anh chị. Chân đồ thẳng hết nha anh chị nha. Đó tiếp tục cặp nhỏ anh chị, cặp nhỏ này thì nó trên là khoảng 8.5-10 anh chị, con này 10, con này 8.5 anh chị, cái con này có đít nè anh chị, này nó trầy nha, nó chua ra rống anh chị, nó trầy miếng nè anh chị thấy không, nó trầy hết da nè. Còn ra thì
không có tặc lỗ nha anh chị. Cái rống á, cái rống anh chuyển cao quá anh nhảy qua, anh nhảy qua dưới bạn. Con này thì em đo chiều cao nó khoảng ngay sá là mét cứng anh chị. Ngay sá là mét cứng nha. Còn đo giữa lưng là mét lẻ anh chị, mét là 3 là 2 vậy chị. Lông nhuyễn da sát ú lưu anh chị nha. Đùi dung trùng anh chị. Đang thùi lui. Đó với con này anh chị. Con này rắp đỡ nó được anh chị. Con này tầm mét để 5 bò chị. Còn năng cám thì sợ luôn con này anh chị. Con này ăn phải khỏi nói, con này ăn không mất sức luôn con này. Cái dàn mông ú lưu. Ờ cái lưng nó này con chú anh chị không? Rất là ú bò luôn. Đó, hai này giá sát sát luôn anh chị nha. Giá là 25 triệu rưỡi nha cặp này nha anh chị. Đó, mua giá sát luôn nha. Bò này riêng cặp nồi này thì em chốt bao phí khu vực Củ Chi nha. Bao phí khu vực của em ở nha anh chị, khu vực Củ Chi nha. Cặp này giá 25 triệu rưỡi nha anh chị. Ủa dòng mông đùi nó khỏi nấu. Dùng chục. Con này có một màu đen anh chị. Đó. Con này có một màu đen màu à. Cơ bắp anh chị ha. Đó. Còn nhỏ cơ bắp ngắn lên anh chị ha. Quá trời luôn. Cặp bò này nhắc lại nha, con này thì mét cứng nha anh chị. Mét cứng là đo ngay sái nha, còn đo giữa lưng là mét lẻ nha. Con kia tầm mét lẻ 5 đổ lại anh chị. Đó, con kế nha, con bự nha. Con rất dư dơ nè anh chị, như nó nha. Giá 25 triệu rưỡi nha anh chị, giá chốt nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục chuyển qua đây cặp lỡ trung. Lỡ trung nói chung cũng nhỏ anh chị nha. Con này mét mốt và tầm đo ngay sái nha anh chị. Đó, con này rất là ngầu lực nha chị. Con này chị mẫu nước tàn nhất nha. Đó, con này thì ngoài mét mốt cái đỉnh nha chị. Đó, cái pin thì nó đùi lớn đóng sâu. Con này thì cái bản đùi bự nha chị, đòn dài xương lớn anh chị. Hai này nha, hai này con này là bình mũi tiêu nè anh chị. Đó, con này một màu đen anh chị. Đó. Đó, có cái thích cặp bò này cứ alo em nha anh chị. Đó. Bản đùi nè chị không? Đùi mông đóng như cái xe anh chị. Cặp này mới về luôn anh chị. Cặp này mới về luôn. Cậu quay cái lưng anh chị ha. Lưng nè. Nó rõ bò. Rất là bi luôn anh chị. Đó. Xương con này thì khỏi nó xương anh chị. Xương rất là lớn luôn anh chị. Ai thích cái mẫu nuôi đường dài bắt cặp này anh chị nha. Đó. Mông đùi anh chị thấy không? Rất là sâu luôn chị, rất là banh bò luôn này. Dạng mông anh chị thấy không? Mông u luôn à. Dạng chân thẳng đùi anh chị, dạng chân rất là thẳng nha. Dưới con này anh chị. Ish. Mày dặn mông khỏi nói rồi. Dặn lưng, mông lưng anh chị. Quá lực luôn chị. Quá là lực luôn, xương nó kìa. Hai con này nó nửa tàn khỏi nói thôi. Thôi về ăn cắn kìa. Bò này bò thả rong theo mẹ anh chị nha. Thả rong theo mẹ nha. Đứng gần nó sợ anh chị. Đứng xa quay dễ nha. Đứng xa quay cái mông cho anh chị mình coi. Đi. Đít bự. Thế coi. Trời ơi, bẩn mấy bò khó quay đó. Hơi dễ quay đó. Đó. Dòng mông u lu nha chị nha. Đó nè. Ôi đít nó làm gì. Ông không làm gì. Ai mà quay mày đâu. Ai mà làm được sao. Làm gì đâu. Cái lưng. Ồ, về ăn cắn nè chị không. Đó. Đó, về anh chị không? Đó, bò thả theo mẹ anh chị. Theo mẹ nha. Họ viên con này nên anh chị có bắt chung luôn, chung bán chung luôn anh chị nha. Con này lớn hơn. Con này lớn tháng hơn kia chút xíu anh chị. Đó. Lớn tháng hơn nha, đó. Mà có một kiểu bò anh chị. Con này là con lẻ lẻ của em còn lại hôm qua anh chị. Không con nào bò nào ráp với nó được không chị? Không có bò nào ráp được hả?
Đó, ba con này thì anh chị muốn cái hậu, muốn cái kiểu mà khung nuôi đường dài á, thì bắt ba con này chung anh chị. Đó, ba con này bán chung cho anh chị. Đó, ba con này bán chung nha anh chị. Rất là đẹp, là pin bò luôn anh chị. Đồ con này lớn anh chị. Rất là lớn nè. Con đến chơi dơ này là không phải nha anh chị. Đây. Đây, có ba con này nha. Con này mét 15 bò anh chị, 15 bò đủ lên nha anh chị. Đó. Con này nè, quá là lớn luôn chị. Đó, cô chú anh chị thích cái mẫu ba con thì bán chung ba con nha. Mình muốn ráp bò nào cũng được anh chị. Đó, mình lựa ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì riêng con lẻ này anh chị, anh chị muốn bắt chung hai con này á, thì hai con này báo giá đó, hai con này thì báo giá là 34,5 triệu anh chị. Đó, riêng cặp này nha. Đó, 34,5 triệu anh chị. Đó, con này thì lẻ anh chị bắt luôn thì giá 18,5 triệu anh chị. Con này 18,5 triệu nha. Muốn bắt chung với hai con kia thì bắt luôn nha anh chị. Đó. Rất là đẹp nha anh chị nha. Con này dần bền, dần đùi dai nó khỏi chê anh chị. Mét 10 mấy, 15 bò anh chị nha. Đó. Thì anh chị muốn mà bắt chung bộ 3 thì em bán chung bộ 3 nha. Đó. Như là con này 18,5 triệu nè, còn hai con này 34,5 triệu nha anh chị. Đó. Con này mông đóng sâu anh chị. Dần mông đóng đóng này sâu, nó sâu chứ khá nhiều anh chị nha. Đó. Về đây rổ bò. Dần mông dung trùng anh chị nha. Đó. Con này mét mốt có dư anh chị, con này đo ngay sái mét mốt mà đo giữa lưng thì cũng dư mét mốt luôn anh chị. Đó. Giữa lưng dư mét mốt nha. Ồ, đít nó quá rồi đít anh chị. Đó thì nó báo giá đại khái vậy, thì anh chị muốn ráp mẫu nào, mình muốn xứng con nào thì mình ráp bò đó, mình giữ ý mình nha. Đó thì mình ráp nha anh chị. Đó. Có những con này nè anh chị, con này còn lại của em nè, dư dơ nè anh chị. Chiều cao cũng vậy luôn nha anh chị cứ bắt luôn ha, cái giá 17,5 triệu anh chị, đó, cái giá 17,5 triệu nha, đó, vàng xương lớn lông nhuyễn da sát đít, rùa mông thì dung trùng chị, bò này cứng bò nha, cái con này nghe cái từ tháng tuổi ngang ngang nha anh chị, khoảng trên 7 tháng nha, con này trên 7 tháng anh chị, trên 7 tháng bò nha, giật xương nè anh chị, giật xương rất là lớn luôn chị nha, đó, giá 17,5 triệu anh chị. Đó, chị bắt luôn nha. Lưng dài đều mở chè bè anh chị nha. Đó. Đó, bắt luôn nha. Giá 17,5 triệu nha anh chị nha. Bò này cứng bò chị, bò này giờ đổ ăn lên chị. Con này kiên trùng mám chích chơi cho cô chú anh chị mình rồi nha. Ký trùng máu chết rồi. Chân con nào nay xương cũng lớn chị. Nó cái hậu sao khỏi nói nha. Ở đây thả rong rong anh chị, không có tắm nha. Nó dơ dơ anh chị. Nên bò tắm rửa lắng mướt mượt anh chị. Nên. Mấy cái đùi vàng mông thấy không? Rất là ú luôn. Đó, đùi mông luôn ha. Con lẻ cuối cùng anh chị, giá 17,5 triệu nha. Đó. Con này cũng lẻ lẻ luôn anh chị. Đó. Con này 18,5 triệu. Đó. Còn cặp này 34,5 triệu nha anh chị. Đó, con này thì pin nha anh chị. Quá pin luôn. Đó. Những cái mẫu bò em lên anh chị, mình thích cái mẫu nào cứ dắt máy alo liền giúp em nha. Đó, bên trái anh chị nha. Rồi. Video buổi chiều của em hôm nay thì có như đó nha anh chị nha. Đó. Thứ sáu anh chị, thứ sáu em có giao về trên Trảng Bơm anh chị. Đó, anh chị có tiện thoại thì bắt cặp nào thì em ghép xe cho mình đi, giờ đỡ phí nha. Thứ sáu nha anh chị. Đó, bữa nay thứ tư. Tại vì ông anh ông hẹn em chuồng ổng á, ổng đang sửa lại á. Thứ sáu bắt anh chị. Tại vì bòn qua. Mấy con bòn qua em có lên đó anh chị, cặp 31 á, anh có chốt cặp với là con lẻ mua tiêu chung cái bài trước anh chị. Đó, anh có bắt đó rồi. Đó, anh chị coi lại giúp em nha. Đó, có sẵn có tiện thể khu gần khu vực đó thì mình ghép xe đi cho đỡ tốn tiền xe anh chị nha. Đó.
buổi chiều hôm nay anh chị nha, con bò nhỏ của em á, anh chị mà thấy video hay đó, cũng cũng cho em được like góc trái màn hình nha anh chị, với lại đăng ký kênh để mình tiện thể cập nhật giá bò cả hàng ngày anh chị. Đó. Xin chào cô chú anh chị em mình nha.